Một thìa cà phê DNA có thể chứa toàn bộ thông tin cần thiết để tạo ra protein của tất cả các loài sinh vật có mặt trên trái đất từ trước tới nay, và vẫn còn đủ chỗ để chứa toàn bộ thông tin trong mọi cuốn sách đã được viết. DNA giống như một chương trình phần mềm, chỉ khác là nó phức tạp hơn rất nhiều so với bất kỳ phần mềm nào do con người tạo ra từ trước tới nay. Bạn có biết, trên đây là mô tả nói về một thứ nhỏ xíu chỉ với 2 phần triệu mm chiều dày. DNA của con người chứa đựng những mật mã vô cùng phức tạp và là một trong những bí ẩn lớn nhất đối với khoa học hiện nay. DNA rốt cuộc là gì? Và ai hoặc cái gì có thể làm công việc vĩ đại là thu nhỏ kích thước của vật chất chứa đựng khối lượng thông tin khổng lồ đến như vậy? Trong nhiều tập trước, chúng ta đã cùng quan sát vũ trụ bao la. Thế nhưng hôm nay, chúng ta hãy cùng đến thế giới vi quan khám phá một chuyến, bởi vì có khoa học gia nói rằng ở đó họ đã phát hiện sự tồn tại của thần. Hôm nay, chúng ta hãy cùng bước vào thế giới tận sâu bên trong bạn, DNA. Xin chào các bạn, mình là Miss Ruby. Người đàn ông với mái tóc hoa râm và nụ cười dễ mến này tên là Francis Collins. Ông là giám đốc Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ, từng là Viện trưởng Viện Quốc gia Nghiên cứu Bộ Gen Người, cũng là giám đốc dự án bản đồ gen người vô cùng nổi tiếng. Về thuật ngữ gen, mọi người ít nhiều cũng đã từng nghe qua rồi. Vậy dự án bản đồ gen người là gì? Ở đây chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu một chút. Trong tế bào của con người có 23 cặp nhiễm sắc thể mang thông tin di truyền, trong đó gồm 22 cặp nhiễm sắc thể thường và 1 cặp nhiễm sắc thể giới tính. 23 cặp nhiễm sắc thể này, một nửa là đến từ cha và một nửa kia đến từ mẹ. Trong những nhiễm sắc thể này bao gồm tổng 6 tỷ mã DNA. Dự án bản đồ gen người có nhiệm vụ xác định ra được những mã DNA này có trình tự như thế nào, vẽ cho chúng một chân dung gia đình toàn cảnh và tìm ra đoạn mang chức năng di truyền trên DNA, cũng chính là gen. Mục tiêu cuối cùng của dự án này chính là muốn giải mã thông tin di truyền của con người. Dự án này ban đầu là do Bộ Năng lượng Hoa Kỳ và Viện Nghiên cứu Y tế Quốc gia cùng đầu tư thúc đẩy. Sau đó càng ngày họ càng phát hiện, những thứ này càng nghiên cứu càng phức tạp. Người Mỹ cảm thấy không được rồi, nếu tự mình làm chắc chắn không giải quyết được. Cho nên họ liên tục mở rộng hợp tác quốc tế, tìm sự trợ giúp. Bằng cách này, lần lượt các nước như Anh, Đức, Pháp, Nhật đều gia nhập vào. Cuối cùng, dự án bản đồ gen người đã trở thành một công trình khám phá khoa học khổng lồ, liên ngành, liên quốc gia. Cho đến nay thì con người đã hoàn thành trình tự đối với 92% bộ gen. Còn lại 8% bộ gen, do trình độ công nghệ kỹ thuật hiện nay vẫn chưa đủ nên tạm thời đang trong trạng thái treo. Mà lãnh đạo một công trình lớn như thế này, mọi người đại khái cũng biết được tiến sĩ Collins đỉnh như thế nào trong lĩnh vực này rồi đúng không? Theo suy nghĩ thông thường, những khoa học gia hàng đầu nghiên cứu về khoa học sự sống như thế này, người chỉ cần hơi động một chút kéo sửa gen là có thể thay đổi mật mã sự sống, thậm chí có thể tạo ra cả một loại vật chủng mới. Ông ấy chắc chắn là một học giả khoa học thực chứng hoàn toàn, một người theo thuyết vô thần luận. Đối với những thuyết nói nào là sinh mệnh là do thần tạo ra, có thể bạn sẽ nghĩ ông ấy chắc chắn sẽ không tin đâu. Tiến sĩ Collins cũng chia sẻ rằng ông đích thực là một người vô thần, nhưng mà đó là đã từng. Kể từ sau khi bước vào Viện Y học Nghiên cứu DNA, ngược lại ông ấy lại bắt đầu có nhiều suy xét về sinh mệnh hơn. Năm 27 tuổi, tiến sĩ Collins đã trở thành một tín đồ cơ đốc thành kính, tín vào thần. Ban đầu khi mọi người vừa mới nghe thấy tiến sĩ Collins tín thần rồi, ai cũng không dám tin. Thậm chí một số đồng nghiệp của ông còn nói thẳng rằng ông ấy đang tự sát một cách lý tính. Thậm chí còn tiên tri rằng tiến sĩ Collins rất nhanh thôi sẽ bị mâu thuẫn giữa tín ngưỡng và nghiên cứu khoa học làm cho nổ tung đầu. Thế nhưng bao nhiêu năm như vậy qua đi, đầu não của tiến sĩ Collins không những không có nổ tung mà dường như ngày càng tràn đầy trí tuệ. Và trong lĩnh vực sinh học phân tử có tính cạnh tranh cao như vậy, ông đã đạt được thành công rất lớn, trở thành nhân vật có tầm cỡ trong lĩnh vực này. Mà những người có sự chuyển biến như vậy không chỉ có tiến sĩ Collins. Cùng với việc con người ngày càng nghiên cứu sâu về DNA, thì có không ít người giống tiến sĩ Collins.
càng cảm nhận được sự tồn tại của thần. Đây là vì sao vậy? Trước khi chúng ta bước vào thế giới DNA, trước tiên tôi muốn hỏi mọi người hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là, nếu sáng nay bạn bước ra ngoài đường, phát hiện những chiếc lá rụng trên đường được sắp xếp ngay ngắn thành 3 chữ chào buổi sáng, thì bạn sẽ nghĩ rằng có người muốn tạo bất ngờ cho mình, hay là kiệt tác tình cờ của ngọn gió thu đây? Vấn đề thứ hai, nếu như có người nói có một con khỉ ngồi trước máy tính liên tục ấn hai phím 0 và 1, kết quả viết ra cả một hệ thống điều hành Apple macOS hoàn chỉnh, thì bạn có tin không? Bạn đã nhớ hai câu hỏi này trên nào? Bạn hãy nhớ đáp án nhé. Và giờ thì chúng ta hãy cùng đến thế giới vi quan trước, xem hình dáng của DNA là như thế nào. Loại kết cấu chuỗi xoắn kép DNA này được nhà sinh vật học người Mỹ James D. Watson và nhà sinh vật học người Anh Francis Crick phát hiện vào năm 1953. Khi phát hiện này xuất hiện trước mắt mọi người, giới khoa học đã bị chấn động hoàn toàn, và con người từ đó đã mở ra cánh cửa lớn đi tìm kiếm bí mật di truyền. Sự truyền tải thông tin di truyền của DNA là do 4 nucleobase trên DNA phụ trách, lần lượt là A, adenine, còn có T, thymine, G, guanine và C, cytosine. Sau đây, chúng ta sẽ dùng 4 chữ cái A, T, C, G để thay thế cho chúng. 4 nucleobase này kết hợp thành 2 cặp. AT là một cặp, CG là một cặp. Đối với các cặp nucleobase này, các tổ hợp khác nhau sẽ quyết định đặc tính di truyền vật chất của sinh vật. Ví dụ như cao thấp béo gầy, cùng với đặc tính di truyền phi vật chất như tính cách, trí khôn. Trên mỗi sợi nhiễm sắc thể của sinh vật đều có một sợi phân tử DNA dài quấn quanh các histone. Và phân tử DNA này được trình bày dưới dạng cấu trúc chuỗi xoắn kép. Đừng nhìn nó cuộn tròn trong nhân tế bào khoảng 6 micromet, dường như rất nhỏ vậy. Thế nhưng, nếu chúng ta kéo thẳng nó ra, DNA có thể dài tới 2 mét, cao hơn cả chiều cao trung bình của nam giới trưởng thành trên thế giới rồi. Nếu như chúng ta dùng 4 chữ cái ATCG để biểu thị cấu trúc chuỗi kép của DNA, nhìn nó có phải rất giống băng giấy đục lỗ được dùng trong lập trình máy tính giai đoạn đầu đúng không? Trên băng giấy, chỗ đục lỗ đại diện cho 1, còn chỗ không đục lỗ thì đại diện cho 0. Trong thế giới lập trình sử dụng mã nhị phân, bất kể người lập trình có sử dụng ngôn ngữ lập trình nào, C++ hay Java, thì đến cuối cùng đều cần phải chuyển đổi thành ngôn ngữ máy do 0 và 1 tổ thành. Và giờ đây, trong thời đại kỹ thuật số, các loại kỹ thuật mà con người thực hiện, ví dụ kỹ thuật in 3D, trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo, bao gồm cả video hôm nay mà mọi người đang xem đây, suy cho cùng cũng là được thực hiện bởi chỉ lệnh máy tính do một chuỗi tổ hợp 0 và 1 tạo thành. Vậy thì, theo cách nói của tiến sĩ Collins, đặt tư duy lập trình máy tính vào thế giới DNA, thì chúng ta có thể nói rằng DNA sử dụng là mã hóa tứ phân, chính là 4 mã ATCG. Mà lượng thông tin chứa đựng trong mã hóa tứ phân này sẽ hơn rất nhiều so với mã hệ nhị phân. Lấy một ví dụ, nếu như cùng là 20 mã, nếu dùng hệ nhị phân, vậy thì số tổ hợp khác nhau có thể thực hiện là 2 mũ 20, cũng tức là 1.048.576 tổ hợp. Và nếu như dùng hệ tứ phân, vậy thì số tổ hợp có thể nhận được sẽ là 4 mũ 20, là chuỗi số này. Hai con số này chênh nhau cả 1.000.000 lần, cũng tức là nói số lượng mã càng nhiều thì khoảng cách càng lớn. Vậy thì lượng thông tin mà DNA của con người chứa đựng là bao nhiêu? Chúng ta cùng thử tính xem nhé. Phía trước chúng ta có nói trong tế bào cơ thể người có 2-3 cặp nhiễm sắc thể, tổng cộng có 6 tỷ mã DNA. Và một kết luận quan trọng mà dự án bản đồ gen người rút ra được đó là nhiễm sắc thể thường của nam và nữ là như nhau, không có gì khác biệt cả. Vậy thì chúng ta có thể nói thông tin di truyền DNA của con người là do 3 tỷ mã cấp tứ phân tạo thành. Nói cách khác, lượng thông tin có thể chứa đựng trong một tế bào nhỏ tí xíu của con người là 4 mũ 3 tỷ. Một không gian nhỏ hẹp đến như vậy mà có thể lưu trữ lượng thông tin lớn đến thế. Đây thực sự là mơ ước cuối cùng của hệ thống lưu trữ máy tính, mà tổ hợp của một hoặc một vài mã nào đó trong 3 tỷ mã DNA này là có thể thao túng cơ thể người, thực hiện các loại chức năng phức tạp. Không biết mọi người có nhận thấy không, sinh mệnh con người từ một trứng được thụ tinh bé nhỏ,
bắt đầu liên tục sao chép phân tách, rồi sau đó cơ thể bao gồm tất cả tế bào. Trên nhiễm sắc thể trong nhân tế bào đều có DNA giống nhau. Thế mà, tế bào này sau khi bước vào giai đoạn phân chia tế bào chất lại có thể thiên biến vạn hóa, hình thành nên các loại tế bào và tổ chức khác nhau của cơ thể. Ví dụ như tế bào hồng cầu, bạch cầu, tế bào thần kinh. Con người cũng phát triển nên các loại cơ quan khác nhau. Hơn nữa, các nhà sinh vật học còn nghiên cứu phát hiện, phôi thai người trong quá trình phát triển, ở các thời kỳ khác nhau sẽ phát triển ra các cơ cấu tổ chức, cơ quan khác nhau. Ngay cả đến những mốc thời gian đặc biệt này cũng đều đã được định trước. Sớm hơn hay muộn hơn thì trẻ sau khi sinh ra sẽ bị dị tật bẩm sinh, mà tất cả mọi thứ này đều là được DNA kiểm soát một cách chính xác. Mặc dù con người đã phát hiện ra một số tác dụng và phương thức vận hành của gen người, thế nhưng so với thông tin chứa đựng trong 3 tỷ DNA thì đây thực sự như muối bỏ biển. Không biết mọi người có còn nhớ trường hợp gây xôn xao của Phó Giáo sư Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Phương Nam, Trung Quốc Hạ Kiến Khuê và đội nhóm của ông ta đã tiến hành chỉnh sửa gen cho phôi thai và dẫn đến tranh cãi rất lớn. Lúc đó, họ muốn thử nghiệm khiến cho trẻ em miễn nhiễm virus HIV. Thực ra mà nói, sự việc đã khiến cho toàn xã hội đều hết sức kinh hoàng. Những lời chỉ trích không ngớt. Ngoài việc trong đó có động chạm đến vấn đề đạo đức, vấn đề kỹ thuật cùng với tai họa ngầm trong tương lai cũng đều là nguyên nhân khiến cho giới khoa học đánh dẹp sự việc này. Dựa vào sự hiểu biết hiện tại của con người đối với DNA mà đã tùy ý thay đổi gen người, ai biết được rằng chiếc kéo chỉnh gen này một khi cắt là cắt đi khả năng mắc bệnh AIDS hay là cắt đi tương lai của con người đây. Trong thí nghiệm gen có thể xuất hiện khả năng off-target effect, mà khả năng off-target effect này tức là nói trong quá trình chỉnh sửa gen vô tình làm tổn thương các gen khác. Kết quả là tạo nên các loại hậu quả như đột biến gen, khiếm khuyết gen, chuyển đoạn nhiễm sắc thể. Nếu đứa trẻ chỉnh sửa gen ẩn chứa một loại khiếm khuyết gen nào đó, vậy thì chúng sẽ chuyển cho đời sau, và rồi cứ chuyển hết đời này đến đời khác. Thậm chí thực sự sẽ đem đến hiểm họa ngầm cho cả nhân loại. Cho nên, có người đã miêu tả hành vi chỉnh sửa gen người này chính là muốn mở ra hộp Pandora hủy diệt nhân loại. Chúng ta có thể lấy lập trình phần mềm làm ví dụ. Nếu như có một mã nguồn rất lớn, một chương trình siêu cấp với các chức năng cực mạnh, mọi người chỉ biết sau khi vận hành chương trình sẽ xuất hiện kết quả như thế nào, chứ không nhìn rõ được mã nguồn. Nhiều nhất thì cũng chỉ hiểu được một phần nhỏ thôi. Thậm chí còn không dám tùy tiện chỉnh sửa mã, sợ rằng đây là mã cứ chuỗi này lồng với chuỗi khác, chỉ cần sai một chút là hỏng cả hệ thống. Tôi nghĩ rằng chắc cũng không có ai cho rằng khả năng lập trình của bản thân mình còn giỏi hơn người viết ra chương trình siêu đẳng này, đúng không? Cũng như vậy, thông qua 4 mã ATCG viết nên 3 tỷ trình tự DNA, tạo nên quá trình nhân loại có cơ thể hoàn mỹ, trí tuệ cao cấp, trạng thái sinh mệnh ổn định, đây thực sự chỉ là kết quả của một chuỗi sự trùng hợp và tác động ngẫu nhiên thôi sao? DNA còn có một chức năng sao chép cực mạnh. Khi một tế bào phân chia thành hai, thì DNA cũng nhanh chóng sao chép, khiến cho hai tế bào có DNA y hệt nhau. Và quá trình này nhanh đến nỗi dùng nhanh như chớp để miêu tả cũng không quá. Còn cơ thể của chúng ta, mỗi giây phút đều đang thực hiện vô số lần sao chép như vậy. Thế mà, giả sử một lập trình viên trong một giây có thể gõ ra một mã DNA, mỗi ngày 8 tiếng không ngừng gõ, 365 ngày không nghỉ ngơi. Để gõ hết số DNA trong một tế bào, vậy thì cần khoảng hơn 57 năm. Đương nhiên cũng có người nói, tôi dùng máy tính lưu giữ tất cả mã DNA của con người, dùng siêu máy tính để thực hiện sao chép thì cũng chỉ là việc trong mấy phút. Cũng có thể là như vậy, nhưng chân thành nhắc nhở bạn một chút, dù bạn làm như vậy, nếu so sánh với tốc độ DNA trong tế bào tự sao chép thì còn chậm hơn rất nhiều. Thế mà, siêu máy tính là do sinh mệnh có trí tuệ nhân loại tạo nên. Vậy chức năng của DNA là do ai đưa cho vậy? Và còn một trọng điểm không thể bỏ qua, đó là DNA sở hữu hệ thống tự mình phục hồi mạnh mẽ. Giới khoa học phát hiện khi DNA bị tổn thương hay xảy ra lỗi trong quá trình sao chép, thì chúng có khả năng tự mình phục hồi. Trong đó bao gồm phục hồi lệch vị trí, phục hồi cắt bỏ
phục hồi tái tổ chức. Những phương thức đã biết thì đến nay đã có hơn 140 loại. Cho dù là thật sự không có cách nào hồi phục được nữa, thì hệ thống hồi phục của DNA còn có thể khởi động một cơ chế tự quyết. Hết cách rồi, vì để thông tin di truyền sai này không phát tán đi nữa, thôi tế bào hãy mang theo DNA lỗi này cùng tự hy sinh thôi. Trên thực tế, lập trình viên giỏi nhất hiện nay cũng không thể nào viết ra được chương trình thông minh như thế này. DNA siêu mạnh, sao chép chuẩn xác và cả hệ thống tự hồi phục thực ra đã đảm bảo sự ổn định của thông tin di truyền sinh học ở một mức độ cực lớn. Cho nên ở đây chúng tôi cũng phải nói một chút. Nếu như xuất hiện một lần đột biến gen khởi tác dụng tích cực mang tính cách mạng như được miêu tả trong thuyết tiến hóa, đồng thời còn có thể di truyền tiếp tục một cách ổn định, thì tỷ lệ này thực sự là cực kỳ nhỏ. Dự án bản đồ gen người phát hiện rằng, con người sau quá trình từ ban đầu khi sinh ra, phát triển đến ngày nay, trải qua sự truyền thừa hàng vạn thế hệ, con người trên toàn thế giới, bất luận khu vực hay dân tộc nào, thì sự khác biệt trong DNA chỉ khoảng 1/1000. Mà 1/1000 chênh lệch này cũng chính là khác biệt về đặc trưng, đặc tính giữa bạn, tôi và anh ấy hay cô ấy, chứ không phải vì thế mà tạo ra vật chủng mới. Bởi vì thuyết tiến hóa luôn nói với mọi người, con người là từ khỉ tiến hóa mà thành. Vì thế khi làm video này, xuất phát từ sự tò mò, chúng tôi cũng tiện tìm xem thông tin nhiễm sắc thể của các động vật loài linh trưởng khác. Kết quả là, không xem thì không biết, vừa xem thì giật mình phát hiện. Hóa ra số lượng nhiễm sắc thể của các loài lại có thể chênh lệch nhau nhiều đến vậy. Chúng ta hãy cùng xem bức hình này. Chúng ta trước tiên giả thiết rằng, con người thực sự là do loài khỉ có 21 cặp nhiễm sắc thể diễn hóa mà thành. Vậy thì nhiễm sắc thể này muốn biến thành 23 cặp, bắt buộc phải xuất hiện một loại đột biến gen cực lớn. Giả sử có một con khỉ cái, số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào từ 21 cặp 42 sợi bỗng chốc biến thành số lượng nhiễm sắc thể con người hiện có là 23 cặp 46 sợi. Và muốn cho số lượng nhiễm sắc thể này di truyền tiếp, vậy thì bắt buộc còn phải có một con khỉ đực cũng xảy ra đột biến gen y hệt như vậy, biến thành 23 cặp nhiễm sắc thể y hệt như khỉ cái. Hơn nữa, hai con khỉ này còn phải phối thành một đôi. Có như vậy thì đời sau của chúng mới có thể duy trì 23 cặp nhiễm sắc thể. Nếu không, chỉ có thể là 21 cặp nhiễm sắc thể cộng thêm một vài sợi nhiễm sắc thể không phối cặp được. Thực ra từ góc độ di truyền học mà nói, trong quá trình nhiễm sắc thể tế bào di truyền cho đời tiếp theo, nếu như tùy ý tăng hoặc giảm một sợi hay thậm chí nửa sợi cũng sẽ dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Và ví dụ điển hình đó chính là hội chứng Down. Người mắc chứng bệnh này chính là do nhiều hơn một sợi nhiễm sắc thể số 21. Trong cơ thể có 47 sợi nhiễm sắc thể. Nghiên cứu y học phát hiện tỷ lệ mắc bệnh bẩm sinh của người mắc hội chứng Down cao hơn người bình thường. Vì thế theo cách nói của chọn lọc tự nhiên, những con khỉ xuất hiện tăng giảm nhiễm sắc thể này thực ra càng dễ bị tự nhiên đào thải hơn. Như vậy xem ra, nếu như để khỉ biến thành người thực sự là quá khó rồi. Chỉ riêng việc nhiễm sắc thể xảy ra thay đổi lớn cũng đã đủ khiến chúng ngã trên con đường gọi là tiến hóa. Thậm chí còn có thể do các loại bệnh kỳ quái khiến cho cả quần thể đều biến mất. Nói đến đây, không biết các bạn còn nhớ hai vấn đề phía trước tôi hỏi mọi người hay không? Tôi tin rằng chắc không có ai cho rằng mấy chữ chào buổi sáng ngay ngắn thẳng hàng trên đường là do gió thu thổi trùng hợp tạo nên. Cũng sẽ không có ai tin được rằng khỉ chỉ cần tùy ý ấn hai phím 01 là có thể viết ra cả hệ thống macOS của Apple. Một mặt, kể cả chữ hay hệ thống đều bao gồm thông tin trí tuệ và năng lực. Cái này không thể nào tạo ra một cách tùy ý được. Một mặt khác, chỉ đơn thuần nhìn về mặt toán học, tỷ lệ xảy ra sự việc này cũng dường như là không. Và giờ nhìn lại mã DNA phức tạp mà lại mạnh mẽ này, có phải các bạn có thể hiểu một chút vì sao các nhà khoa học hàng đầu như tiến sĩ Collins thì càng nghiên cứu sâu, càng phát hiện thần ở khắp mọi nơi rồi đúng không? Trong một bài báo mà tiến sĩ Collins viết cho CNN vào năm 2007 với tựa đề "Tại sao nhà khoa học này tin vào thần?", ông viết: "Tôi coi DNA, các phân tử thông tin của mọi sinh vật là ngôn ngữ của thần. Sự tao nhã và phức tạp của thân thể chúng ta và các bộ phận khác của tự nhiên là thể hiện sự sáng tạo của thần." Cuộc khám phá thế giới DNA của chúng ta ngày hôm nay, bạn thấy như thế nào?
Có phải những thứ được sắp xếp quanh chúng ta không hề đơn giản? Bạn có cho rằng DNA là một thiết kế phi thường của tạo hóa? Và nếu như vậy thì theo bạn, ai là người thiết kế nên nó? Hoan nghênh các bạn chia sẻ suy nghĩ của mình ở phần bình luận phía bên dưới video nhé. Và phần chia sẻ của chúng ta ngày hôm nay xin tạm dừng tại đây thôi. Nếu bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên chia sẻ cho một người bạn của mình cùng xem với nha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.